Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Mặt trời nhà nha. Thì hôm nay gia đình Hương Cù Lao tiếp tục làm cái bữa cơm trưa để chuẩn bị đi ra vườn. Thì hôm nay thì bẻ sầu ít nên là chắc có lẽ là không có quay cho cô chú anh chị xem, chỉ quay bữa cơm thôi. Bữa cơm gia đình. Sáng thì Hương cũng tranh thủ đi chợ mua được ít cá bóng kèo cả nhà. Bữa nay nhóm mình ăn cá bóng kèo với cô cá lẹp. Đây. Cá bóng kèo thì lúc nãy mua về thì tính quay cô chú chị xem mà thấy nếu mà quay lại nó thì lâu lắm nên là mình sẵn luôn để ra dĩa. Cái cá lẹp thì em làm cái đuôi này đó. Em chiên ăn rồi mình bằm ít xài ăn không? Chèo trong đây có hai món, hay chèo thích món nào để mọc gọt cho chèo món muốn nghe cốc chín. Cốc chín gan yếu ăn. Sáng anh mập thích cái nào về cũng mua được cho mấy cái chọn luôn. Trái là bự quá mà không biết ăn ngọt không, anh gọt thử coi. Chấm tóc này là tóc mới bây giờ á. Tóc cày. Nó bự rồi mà tại Nam nữa. Nè. Bả. Cái mỡ mà cái bự. Đây tóc mỡ mình hồi đó đâu bự. Cái này tóc cày á chị. Dừa. Cái giống cốc này chắc mình người ta trồng mang. Cái này cái này nó là cái mục rồi thôi nha cô chú anh chị, chứ không phải nó hư đâu. Cái mục rồi. Một cốc. Cái loại cốc này thì mình phải gọt cho sâu vô mình ăn á mới không có chua nha cả nhà. Thôi mình phải bằm khô. Xài vàng kìa. Xài nó vàng. Cái này ăn là nó bớt chua luôn rồi đó. Chồng với ăn đây tay nãy rửa sạch sẽ rồi mới gọt cốc đó nha. Phải không? Có bóc mấy con ruồi không? Mày ra gọt cây trái. Mày ra cả nhà ăn cốc với mình nha. Cốc chín á. Chắc ngọt dữ à. Đi phim ăn không? Ừ. Ừ. Trái bự vậy sao ăn hết? Anh gọt sâu sâu vô anh. Ở sâu. Cốc mình thấy sâu ăn. Nó ngọt như đường vậy. Cốc chín cây mà. Chứ cốc ngọt quá. Còn nó như miếng xào vậy luôn ha. Cốc chín cây nó ngọt chứ. Cây ngọt. Ngọt nó bay cái mùi cốc với xài bay mùi cái. Chỗ biểu miếng đi. Không chảy nước miếng. Chảy nó giải. Nè, cái này cho nó kìm nước, kìm nước miếng lại đây. Ngay không liệu. Ngọt. Ngọt. Nghe cái mùi chua chua thôi là ngồi tém đi á chứ. Hương ăn được. Cái nhà ăn cốc nha. Mà Hương ăn này được nè. Ngọt. Không mà cốc cốc chín cây nó ngọt chứ. Hôm lâu lắm em mới ăn lại cái cốc nè. Thơm ha. Hồi xưa ở cả nhà. Hồi xưa thì ba mình có trồng cái loại cốc mỡ á, mỡ cho nhỏ nhỏ này nè, đợi nó chín nó rụng xuống thì ra lụm, vậy là nó rất là ngọt luôn. Cốc đó là nó cho nhỏ nhỏ không nha. Cốc mỡ mình á. Cốc bao giờ nó không có năng suất luôn. Cái hộp luôn. Đã đi chèo ơi. Có gì ngon bằng cái hộp. Ha, ăn cái hộp á, không đâu không? Ngọt. Cốc nãy vú bỏ được diêm đi. Cũng cay luôn mà chứ đâu phải vú. Chín cây à? Chín cây nó mới ngọt dữ vậy. Không, chắc cầm đi cốc này chắc cũng theo anh mập gãy cali. Cái to lắm cô chú anh chị. Cốc. Cá lẹp này cái lưỡi khô nó nhìn nó vàng mấy hút. Nhưng mà mình gà vô nó mình thấy nó vẫn còn cái đậu tươi á. Mà con cá lẹp này là tư á. Nếu mà nó còn tư lâu lâu nó mới bán cho chị. Ít cũng ít bán cá lẹp tư đó. Cũng có theo mùa vậy mất rồi. Anh thấy cái lưỡi khô này ăn thì nó ngon cô chú anh chị. Mình ăn cơm á. Ngon lắm. Mình ăn với xài chín cây hoặc là dưa hấu cả nhà ngon dữ lắm. Ngọt quá mập là xin trái. Mình thấy ở nhà Nam là thường hay ăn cái loại cá khô này luôn á. Lúc nào thích, cũng có em. Thích ăn khô lắm. Hương mua thấy ngon, Hương mua về 1 ký vậy đó mà bữa nay khô không có được bự. Cái loại này nó khô với khô cái lưỡi châu nè. Lưỡi châu. Với khô gì nữa ta? Nó nhiều khô lắm. Nó nhiều loại cá. Khô cá ngát. Khô cá Úc. Khô cá rúng. Nhưng mà ở nhà khô mình thì ăn khô này với khô là cá lưỡi châu là nhiều. Cái khô này là em mua khô mặn hay khô lạc? Khô mặn. Khô mặn. Còn con khô lạc là người ta sấy tính nặng. Khô lạc á làm cũng mè chấm nó ngon. Ngon lắm. Ha. Mà chắc em cá không nổi đâu. Giờ chắc đó nhớ hầm dừa heo quá. Hầm dừa heo của cải hầm dừa heo không nè. Là mớ của hầm tím. Mình ớp miếng hành tím vô cả nhà. Mình kho cá mà mình ớp miếng hành vô nó thơm lắm. Mình Hương cũng có dằn miếng gia vị vô. Mình ớp mình để cho nó thấm á. Chút mình mới kho. Cái kèo này mà mình nướng chắc ngon hả? Nướng cũng ngon lắm con. Nướng ớp muối ớt rồi đó. Mình bằm cái gì đó nha. Mà mình ăn mình trộn xà. Mình trộn xà mình á. Xà bằm bột không? Trộn tí rau găm vô ha. Ừ. Cái gót xì rượu ha. Rượu quách không? Xì rượu quách không? Rất hiệu rất. Ủa rượu quách của anh Mập còn không? Còn chứ. Còn.
cho vô nhà bếp được. Cái này mà cái bì già cò trắng chèo á. Không có phải trắng. Chị không kéo đi mua đậu phộng anh đi bắt con gà cò trắng anh vô hầm cái này á. Không cải trắng ha. Xả ra chèo. Rồi ăn bữa cơm cái đi rồi. Đâu ôm nó vô ra. Nó khôn á. Giống mèo ngoài nhà con bé trẻ. Thôi là vàng vàng luôn, vàng như mặt mình vậy đó. Vàng như mặt của mình vậy đó. Giò giò đen, có giò đen. Cắt lại nguyên bụng nó vô đi. Cắt lại nguyên bụng. Còn gì nữa không? Bà trái. Ở dưới này bẻ vừa khỏe hơn ở trên chèo quá. Chèo nó chảnh mất chèo cực ha. Chèo. Bẻ vừa dưới này khỏe quá, còn chèo chảnh bẻ vừa mất leo mệt quá. Em vô luôn đi mình. Cái này mình tí xíu mình bẻ vô mình kho cá. Thế vậy. Phải không? Có thắt kẹp cái này mình đi đốn dừa bán cũng được. À, chị Nguyên hàng lan có mập rồi, ương vợ nó nhảy một rồi nè. Yeah. Cái này mình cũng mắc xài thuốc ở chợ thôi, nó bị bông gì đó. Mới xài, mới mua hai chai thuốc này, giờ nó nhảy nè. Nó cái một cái nè, nhóc cái nè. Một chậu là thứ bông đó. Yeah. Không biết ra bông không? Ra không ra con. Tại đó là bạn chỗ ra bông bột một cái. Bột bột. Mới mua hai chai thuốc tứ dưỡng rễ đó. Dạ. Ừ, lan cái bông bụp. Em đổ vô đây chặt thêm trái này nữa nè. Mình thấy miếng tỏi vàng vậy cả nhà. Mình chế nước dừa vô để mình kho cá á. Mà tại bữa cái dừa mà cái dừa béo quá em. Để em chặt cái dừa hoài táo quá. Mình có cái lạch này là cái lạch mới nè. Cái mới nhìn thấy nó chầm con cá. Còn thơm hồi cũ. Dạ. Cái dừa bỏ vô vài hộp muối. Vậy là muối hộp á, muối cục á. Đó là nhỏ nhỏ mẹ chặt lên luôn rồi. Bây giờ nước cũng sôi rồi cả nhà, mình để cho miếng gia vị vô. Cái này là muối với đường một ngọt hơn để chung á. Cái hương thịt miếng nước mắm nha. Mình kho gì nè cả nhà, gần chín mình mới để cá vô. Chiên này rửa nhiều quá cũng không được, rửa ít quá thì nó lâu vàng.
sẽ lấy ra nè. Khi mà mình chiên vừa vàng thôi, chứ mình chiên vàng quá là hồi nó hết thịt cho nó có giòn. Con khô này mà mua được con khô bụng là ăn nó ngon. Mình ăn khô quá, khô mặn này mình gọt thịt chín cay mình ăn cũng ngon lắm. Nghe không vậy? Mình ăn rồi nó à. Mặn rồi, cái ăn khô nó ngọt ngọt. Còn mấy gửi đâu nó lại nữa rồi. À, tới nữa. Anh nói sao chứ em nè, cũng không nói ăn với nước dừa là em khoái rồi. Vậy hả? Ăn nước dừa cũng ngon nữa. Khô này, khô này nè, hồi xưa mình ăn nước dừa, nước cơm. Chứ, anh nói rau găm mà mình bứt gì là nó thơm hơn là mình sắc. Đúng rồi, giặt. Giờ cá chín thì Hương sẽ cho hành vô luôn cả nhà. Bỏ hành lá vô cơm. Mình múc gan luôn, bỏ hành vô là ăn được rồi. Bữa nay anh mập mắc cơ gọt xài không hỗ trợ như gì. Kho củ cải lâu lâu mình ăn với cơm ngon lắm cả nhà. Nó ngọt á, cá kèo nó ngọt, nó béo rồi củ cải nó cũng ngọt mà. Mình kho với nước dừa nó sảy luôn. Biên con luôn đi. Cá kèo mình ăn nguyên con nó mới ngon. Cay không ta? Gung nữa. Ớt đỏ quá vậy. Cả nhà ăn cá kèo kho củ cải với mình nha. Cả nhà ăn cơm với cá kèo kho củ cải nha. Ngon kèo. Béo. Bên này Hương với Mập nha. Mời cả nhà đi ăn cơm luôn. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn xiết đừng đi bé sợi. Trời bữa nay không mưa thấy im quá, mới thì thấy chiều còn mưa không? Thường mưa thì trời rất lớn. Những cái bèo càng béo này chứ. Sao rồi nó là cá kèo. Lâu lắm. Ừ, béo. Kho củ cải là rồi chúng bà. Ngọt hay là cá kho củ cải ngọt. Củ cải này cưng kho cá hấp cũng được, cưng kho thịt ba gọi cũng ngon nữa được. Cái này chan vô. Nước vô. Cá này Dũng Út ăn được nè, mềm đó. Mềm đó chị. Mềm mà chèo. Mềm này dễ ăn hơn. Ít xương nữa. Nó chỉ có ăn đường xương giữa à. Không biết cái nhà em chạy đi nuốt không vậy. Anh Mập ảnh gấp đi bẻ xài cô chú anh chị ảnh lùa quá lùa. Anh Mập có tật ảnh ăn cơm ít có nhai, ảnh lìa lừa qua lừa lại rồi nuốt à. Tôm ăn mặn ngon quá chứ. Làm cái xài á, xài bằm ảnh trồng đường rồi hay không? Nãy em có trồng á, không ngon quá. Anh không có trồng á. Dưới khô ở dưới ngọt ngọt cho anh miếng khô nè. Khô này khô mặn nên là nãy liễu không có trộn. Ở đây giấc chưa ba mùa khô này nó có con đùi. Món này thấy gì nó bắt lắm nè chồng. Khô cũng vừa ăn luôn nha. Khô cũng vừa ăn rồi. Ăn bữa trưa rồi uống nước. Bữa anh ăn mắm rồi, bữa nay ăn khô. Người miền Tây của mình hình như là thích mắm cơm nhiều hơn. Ừ. Ừ. Có cơm. Có cơm. Mình đi mặn mình nên theo mình chở cơm theo ra ngoài ruộng ăn á cũng dễ. Ừ. Có miếng dưa hấu ha. Ừ. Đó là bẻ theo trái dừa ở cả nhà. Cái mình dạt mặt cái mình bỏ vô và hột muối. Còn anh dễ ăn lắm, món nào anh cũng thích á. Nó mệt quá. Ừ. Hồi đó em trồng dưa á. Ừ, cái ăn khô này cái em đặng theo già trái cuối già. Vậy hả? Cái già chín ha. Cái già chín á. Ngon. Đem ra mà chầu vậy. Nếu ăn như là ông già vậy. Ăn thôi chứ già. Anh tưởng chèo mà lặn theo bịch cái gì? Hút thuốc kêu bằng gì? Lăn bì hả? À, lăn bì cơ kêu bằng gì? Mấy ông về xưa đó. Thuốc gò hả? Thuốc gò. Trộn ngon quá. Có rượu găm thơm thơm thôi. Hồi xưa em thấy mẹ đi cắt lúa rồi dở cơm theo là khô lử châu nè cả nhà, ý vô cá lẹp thôi, lử châu thôi, cá lù lù. Đi chèo. 35 năm mà mới ăn đó. Mới ăn lại đó. Hồi đó cá dữ lắm. Nhưng mà thời gian đó sao mà cá hết. Cá nhiều mà không biết bắt không? Không biết bắt, hồ đó mình đâu biết bắt không. Bắt về đủ ăn thôi đó chị, chứ không có bắt cho nhiều. Không, bây giờ chắc hết rồi. Hết thiệt. Không thấy luôn. Chè biết không, tại giờ người ta xài lên thuốc phân thuốc ở trên lúa nó chảy luôn á. Chảy xưa cá kèo lắm.
chưa có thuốc men đồ nhiều đó ha, là trên ruộng mình á anh Ba là cá kèn nhất trên ruộng lúa. Quý Phin hồi ăn dừa không, chặt cho trái dừa cha ăn cái này nè, quý Phin ăn ngon. có cá kèo canh không ở chỗ Nam á thì thường ăn cơm là cũng có chặt cái dừa để chan cơm ăn nha, ngon lắm. Còn Nam biết, theo Nam biết là theo ở khu vực khác thì người ta không biết vậy. Ăn phải ăn cái này, phải ăn bà con không biết vậy. Nó ngọt ngọt á, mặn mặn rồi mình ăn xài vô cái ngọt ngọt cái miệng á. Dừa gốc nè, là gốc liễu nha. Ở nhà mà kho thịt mà kho tiêu mà hơn mặn mặn đó chị. Đi về đó là cũng phải chặt cái dừa em ăn. Đáng ngon. Ngon. Nhầm dùng á. Nhầm dùng á, người ta chan cơm bằng nước đá. Đó, đó giờ chị ở đây mình chưa ăn, chị không nghe ha. Nói nghe mình chan nước cơm, chan nước dừa. Nước mưa, chan cũng phải chan nước mưa. Cầm nè. Ba mình hồi xưa á, ăn cơm nước khô chiên này ăn dưới nước mưa. Nước mưa. Tôi ăn khô ngon lắm. Khô này vừa ăn nha. Không có nặng lạ lạ mà nó béo béo. Vừa ăn nha. Hơi tốt chưa? Tốt điểm trong trong xài này thiếu quá. Cái này khô khô cái hố, khô cái hố trộn chung cái này cái gì đó. Cá phai. Cá phai, cá phai. Có thì khô cá lẹp, cá lẹp sấy á. Cũng ngon. Bé anh thêm nửa chén rồi. Những mấy món này là của mấy anh mà ống ống ngũ đế á ha. Nó xài bằm nè. Chứ khô xài bằm này chiên trộn vô tép gan cũng ngon nữa được. Tép non cây mấy bữa nay ngọt quá xong đó nãy già tới hết rồi ngọt quá trời ngọt. Trời đâu có nguội đó nó bay hoài kìa. Có mùi khô đó không? Mùi khô kìa. Ở đây thì gùi cũng không có nhiều của chú anh chị, nhưng mà sao bữa nay đem khô ra cái nó bay tới bay luôn, nhìn nó cũng mắt thẩm mỹ của chú anh chị qua. Xem đồng cảm nha. Ngày qua ăn mắm đó, có cái mùi bữa nay ăn khô đó. Con mắm trốn rồi tới giường rồi á, trốn á. Hôm qua thì định đi còn với cô chú anh chị rồi cái cuối cùng cái không có đi được, trời mưa quá trời. Mưa quá. Mà bẻ xài không kịp luôn, rồi mưa tới hù à. Rồi cái máy. Bẻ xài rồi đẩy vô cực quá thì cực luôn. Cái đường mưa cái đẩy vô cực quá. Rồi mình sợ mình đi ra ngoài mình mò không được bao lâu cái nước nó lớn lên. Em ngại quá. Xài có chút xíu nữa mà 80kg đó. Em lên nhóc cầu em lên không nổi, nhà hên dựng ba ổng đi ở đầu thân lưng ổng ủi tới. Nó tại đẩy nên em bị tụt xuống đó. Thế mà cái dốc trồng nó trơn. Cái dựng ba ổng chứ ổng ủi đích lần rồi. Chứ nó trả lại nó đầy. Nó trả lại luôn. Hôm qua thì nhóm để xài đó cả nhà thì cũng tranh thủ, định là tranh thủ cho sớm là cũng đi quay săn bắt á, nhưng cái thời gian còn lại đó mà do là để chưa xong nữa cái ông trời mưa, rồi làm hàng xong rồi cái đường mình đẩy ra nó cũng trơn trợt, nó cũng khó nữa cả nhà, cho nên là nó cái thời gian nó ra thêm nữa, cho nên là không kịp đi. Hôm nay thì cũng phải nấu ăn nữa rồi, cả nhà mình coi cũng thông cảm cho nhóm nha. Khi nào mà rảnh rỗi thì nhóm sẽ tranh thủ đi săn bắt quay cảnh ruộng xong cho cả nhà mình xem. Cái này mà ngưng bẻ mà ngưng một ngày là nó chín giống nó chín. Tại vì nó quá lứa. Nó lứa là già quá già. Cái hơn lúc còn nhỏ cha mẹ ưa có cá kèo này là như chị kho kho mắm. Ngon nha. Cái này mà mình nướng nướng héo héo kho mắm chứ ngon không? Héo héo. Đúng rồi. Chị Hút ăn mấy bữa nay ăn mắm rồi ăn gà nó bị viêm son của chúng tôi thì đâu có ăn được nữa đâu, tính không lẽ nấu mắm nữa mới ăn cái sọt. Tính nấu lẩu mắm mà do Cường ảnh bị viêm son lại cả nhà, thành ra không dám nấu. Ta đem vợ ăn thịt gà bị viêm son á, nó cũng khó hết lắm á. Khó chị lắm. Nghe nói là nó không có hết, nó bớt, nó giảm rồi ăn trúng đồ phong thì nó làm lại ra. Bệnh viêm son nó chung thủy với mình lắm, không có bỏ. Không bỏ mình ha. Nó thèm mình. Anh cũng bị viêm son nè. Anh à, viêm son mà đó cách đây cũng cả mười mấy, cả 15 năm là viêm son á. Rồi nó nhức cái đầu anh chịu không nổi, rồi anh bắt con cóc á. Rồi nướng cho thiệt là đen luôn phải không? Làm cái quặng á, cái chùm vô cái tô cái đầu đi. Mình đốt cho thiệt khác phải không?
mình bỏ ăn cắp vô. Cái đầu dừa xong cái là mình lấy cái quặng kiểu mà cái quặng hồi xưa đó, bằng giấy á, cái mình đút vô lỗ mũi bên, còn bên bệnh lắm không hết chưa hết từ từ đó. Đó anh hết chắc cũng cỡ 5-6 con cóc thôi à. Còn 7 con à, có khói không? Khói á, rồi gì hút rồi gì hút thuốc anh nữa, tiêu lên nữa, ừ, phải rồi, giải tiêu, giải nhưng mà cái hơi quá là cũng bị sặc nha. Cái tiêu đó mình ăn đi nằm nhưng mình không sạch luôn. Tôi để gần lỗ mũi nè, rồi cái khói nó chậm nó lên ti, tôi để vô cái tôi hút từ từ. Chứ nếu mà tôi để vô hết mặn đó thì được đó, mà anh làm mà anh hết luôn á. Vậy là bữa nào em làm mà đó, nhờ cái anh đi đó, anh bệnh lên đi khám ở trên Hòa Hảo, trên đây giờ đại học đi dược cái gì, cái chị cái bên đi chỉ anh nó bị viêm son làm gì đó. Trời ơi, bữa nay gùi đâu quá chạy ta. Kiếm bằng cốc anh. Có mua miếng nhắn rồi. Nhưng mà anh có tặc, anh không dám bắt cóc nha. Anh đi gọi cái anh thấy chỗ nào cái anh chỉ. Bắt. Anh không dám. Để đi về chồng mà hy sinh. Đi cũng sợ chứ. Mà mình đốt nữa thì khét luôn. Khét rồi mới hay. Rồi thành thang.